Thưa quý vị và các bạn, sau sự việc cây phượng tại trường trung học cơ sở Bạch Đằng, thành phố Hồ Chí Minh bị bật gốc để trúng một em học sinh, khiến cho em này tử vong. Thời gian gần đây, các địa phương, sở giáo dục đã có công văn yêu cầu các trường cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, trong đó có việc cắt tỉa, rà soát các cây xanh được trồng trong khuôn viên của nhà trường. Vâng, hầu như thì các trường đều đã thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo, nhưng mà những ngày gần đây trên mạng xã hội thì lan truyền các hình ảnh về việc là các cây xanh tại sân trường thì bị cưa chặt một cách bừa bãi, không có sự tác động đánh giá của cơ quan chuyên môn. Và nhìn bằng mắt thường thì có thể thấy là có những cây tuổi đời thì còn ít mà cũng đã bị chặt phá không thương tiếc. Vâng, và để một cây xanh tỏa bóng mát thì phải mất đến hàng chục năm, công tác chăm sóc cũng không hề dễ dàng. Đặc biệt là khi thời tiết ngày càng nóng lên thì vai trò của cây xanh vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, các nhà trường cần rà soát thật kỹ việc cưa chặt các cây xanh trong khuôn viên để tránh gây hiệu ứng tràn lan, tác động đến cảnh quan của nhà trường. Sau sự việc đau lòng, một học sinh trường trung học cơ sở Bạch Đằng, thành phố Hồ Chí Minh qua đời do cây phượng bật gốc đẻ trúng. Mới đây, các địa phương, nhà trường tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, trong đó có việc cắt tỉa, rà soát các cây xanh được trồng trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, tại một số nơi có tình trạng chặt hàng loạt cây phượng khiến đông đảo cư dân mạng không khỏi xót xa. Câu hỏi được đông đảo cư dân mạng đặt ra rằng việc chặt hàng loạt cây phượng như vậy có nên hay không? Cây xanh là lá phổi của thành phố. Việc chặt cây ồ ạt khiến không khí ô nhiễm nặng nề hơn. Chỉ cần rà soát lại hệ thống cây xanh và đốn hạ những cây sâu bệnh là được. Nhìn việc đốn hạ hàng loạt cây trong trường học mà xót xa quá. Trồng bao nhiêu năm mới được cây bóng mát, cách làm quá máy móc. Tôi kịch liệt phản đối việc chặt hạ kiểu này, phải kiểm tra tình trạng cây mới quyết định chặt hay không chứ. Những dòng bình luận của cư dân mạng cho thấy, việc chặt hàng loạt